Trong những ngày qua, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng trung tâm dữ liệu và điều hành an toàn an ninh mạng theo quy định. Căn cứ vào kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Sáng ngày 3 tháng 5, ông Đặng Ngọc Hiển ở xã Hoàng Lưu đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa để làm hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đang bảo trì, ông Hiển cũng như nhiều công dân khác được tiếp nhận hồ sơ trực tiếp. Đến đây thì tuy rằng công dân đến làm việc rất đông, và nhiều người thì hiểu biết cũng không được nhiều, cho nên là được các anh chị công tác ở đây tư vấn rất chi là nhiệt tình, chu đáo. Có những cái mình chưa hiểu thì họ hướng dẫn để mình làm các cái thủ tục hay chờ đợi như nào đấy, là rất chi là chu đáo và nhiệt tình. Tôi rất chi là hài lòng. Sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, lượng công dân đến giao dịch hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa đông hơn những ngày thường. Cũng trong thời gian này, Trung tâm Dữ liệu và Điều hành An toàn An ninh mạng đang bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống thông tin dùng chung và phần mềm chuyên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã không sử dụng được. Do vậy, huyện đã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chủ động trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân bằng phương thức trực tiếp. Sau khi Trung tâm Dữ liệu và Điều hành An toàn An ninh mạng vận hành ổn định sẽ nhập bổ dữ liệu. Do vậy, mọi giao dịch của người dân diễn ra ổn định. Chỉ tính từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Hoàng Hóa và các xã trên địa bàn đã tiếp nhận 195 hồ sơ, giải quyết được 141 hồ sơ. Mặc dù số lượng công dân đến mỗi ngày là rất là đông ạ, tuy nhiên thì bộ phận một cửa với cái đội ngũ cán bộ rất là nhiệt tình chu đáo thì vẫn phục vụ và đảm bảo hoàn tất tất cả các thủ tục hành chính khi công dân đến giao dịch ạ. Cái khó khăn đấy là cái việc mà trích xuất cái dữ liệu trên máy ạ thì không thể trích xuất được. Tuy nhiên thì đã được lưu trong sổ sách thì cán bộ phận một cửa cũng đã huy động thêm cái nhân lực để mình khắc phục cái lỗi này ạ. Và tìm tất cả các cái dữ liệu mà công dân cần thiết ạ, và đảm bảo là công dân khi thực hiện giao dịch là không hề có một cái khó khăn hay là cái kiến nghị phản ánh gì. Theo ghi nhận, trong thời gian Trung tâm Dữ liệu và Điều hành An toàn An ninh mạng thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, việc trích xuất dữ liệu trên hệ thống lưu trữ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp không thực hiện được. Do vậy, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện việc kiểm tra thông tin, dữ liệu, tiếp nhận hồ sơ trả kết quả trực tiếp bằng văn bản giấy cho công dân. Đối với một số hồ sơ quá hạn, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố sẽ phối hợp với Trung tâm Hành chính công của tỉnh nghiên cứu xử lý. Để đảm bảo giao dịch hành chính cho người dân cũng như là trong cái tình trạng lỗi hệ thống của phần mềm dùng chung của toàn tỉnh, thì Ủy ban Nhân dân thị trấn Bút Sơn đã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả tập trung thụ lý hồ sơ trực tiếp và trên cơ sở là giải quyết hồ sơ thông thường bằng trên bản giấy trước cho bà con nhân dân để đảm bảo giao dịch hành chính cho bà con nhân dân. Còn bên cạnh đó thì cập nhật vào sổ để rồi sau khi mà có cái hoàn chỉnh cái phần mềm dùng chung hòa nhập được thì sẽ cập nhật vào hệ thống sau, thì để đảm bảo cho người dân thuận tiện nhất trong cái công tác giải quyết thủ tục hành chính. Chính vì vậy nên là coi như là đối với coi như xong ngày nghỉ lễ, người dân đến giao dịch hành chính thì mọi thủ tục đều được giải quyết nhanh gọn. Cái hệ thống mạng đang trong cái thời gian bảo trì bảo dưỡng, cho nên là cái khối lượng cái công việc mà giao dịch thủ tục hành chính của trên địa bàn của phường cũng rất là lớn. Thì đối với phường Đông Thọ cũng đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với nhau giữa các bộ phận văn phòng tư pháp và công an để tra cứu các cái thông tin, các dữ liệu của công dân để làm sao đảm bảo kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân, đảm bảo đúng các cái thời gian theo quy định. Theo ghi nhận của phóng viên, trong khi Trung tâm Dữ liệu và Điều hành An toàn An ninh mạng bảo trì bảo dưỡng, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân diễn ra đúng quy định.